Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Và chủ đề của ngày hôm nay chắc chắn sẽ là sức nóng từ ngọn lửa mang tên U23 Việt Nam. U23 Việt Nam là một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua với sức nóng lan tỏa trên mọi phương diện của đời sống xã hội. Hàng trăm bài báo trong nước về các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Thậm chí báo chí nước ngoài cũng không ngớt lời ca ngợi các tuyển thủ Việt Nam. Daily Mail, tờ báo hàng đầu của Anh cũng sáng trước màn diễu hành của các tuyển thủ Việt Nam trên đường phố. Báo chí Thái Lan, Hàn Quốc cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với màn thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Tờ báo Thái Rác của Thái Lan nhận định U23 Việt Nam đã mang về niềm tự hào đối với không chỉ người dân Việt Nam mà còn với khu vực Đông Nam Á. Trên trang mạng xã hội Facebook, chưa bao giờ những bài đăng về đội tuyển U23 Việt Nam lại nhiều đến vậy. Những dòng chia sẻ trạng thái, hình ảnh, livestream ngập tràn. Chưa bao giờ niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu bóng đá lại dâng cao đến như vậy. Đội tuyển U23 Việt Nam tuy không giành được ngôi vị cao nhất của mùa giải U23 châu Á 2018, thế nhưng những gì mà họ đạt được lại vượt xa ngoài sự mong đợi của người hâm mộ. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường mà những chàng trai trẻ của chúng ta đã trải qua nhé. U23 Việt Nam được xếp vào bảng tử thần của vòng chung kết U23 châu Á 2018 khi đối mặt với Hàn Quốc và Australia, hai nền bóng đá thường xuyên góp mặt tại World Cup. Ở cấp độ trẻ, hai đội bóng này cũng thường vào đến bán kết. Đó là chưa kể đến Syria, đội tuyển giành quyền chơi trận playoff tranh vé dự World Cup 2018. Chỉ có hai đội đầu bảng giành quyền đi tiếp nên cơ hội của đội tuyển U23 Việt Nam rất thấp. Người hâm mộ Việt Nam vì thế không quá quan tâm đến vòng bảng của đội. Trong khi các chuyên gia bóng đá nhận định U23 Việt Nam có điểm đã là tốt. Mở đầu vòng bảng, U23 Việt Nam chơi rất hay trước U23 Hàn Quốc, thậm chí còn ghi bàn trước nhờ công của Quang Hải. Nhưng thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thua ngược 1-2. Màn trình diễn của đội tạo ấn tượng tốt với những khán giả theo dõi dù số lượng chơi nhiều. Đến trận đấu thứ hai, U23 Việt Nam đã tạo ra bất ngờ thực sự khi đánh bại Australia với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất cũng được ghi bởi Quang Hải. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam sáng cửa lọt vào tứ kết. Nhờ đó mà số lượng người theo dõi U23 Việt Nam đã tăng lên nhiều, ngóng chờ ở trận cuối gặp Syria. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra sân với chiến thuật hợp lý. Dù chịu trận trong khoảng 10 phút cuối với những tình huống thoát tim, U23 Việt Nam vẫn có trận hòa không đều, qua đó giành vé vào tứ kết. Cơn sốt U23 Việt Nam thực sự bùng lên ở trận tứ kết sau khi đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua đối thủ Iraq ở loạt luân lưu. Trước đó hai đội hòa nhau với tỷ số 3 đều. Tinh thần quả cảm của U23 Việt Nam cùng là sút luân lưu cân não đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Đâu đâu cũng nói về U23 Việt Nam, về chàng trai Bùi Tiến Dũng, về Phan Văn Đức, về huấn luyện viên Park Hang-seo. Vào đến bán kết vòng chung kết U23 châu Á là dấu mốc lịch sử của bóng đá Đông Nam Á. Thế nên hàng loạt cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể đã tạo điều kiện cho mọi người có thể theo dõi trận bán kết với Qatar. Số lượng người xem trực tiếp trận đấu đạt con số ấn tượng dù diễn ra vào lúc 15 giờ vào ngày làm việc. Kết quả đã làm hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vỡ òa khi đội tuyển U23 Việt Nam thắng 4-3 trên lượt luân lưu sau khi hòa 2 đều ở 120 phút. Lần đầu tiên tham dự trận chung kết tầm châu lục trong một điều kiện vô cùng khắc nghiệt của thời tiết cũng như thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam đã bị bào mòn quá nhiều sau hai trận đấu liên tiếp trước đó phải đá trên 120 phút. Có thể khẳng định đây là một trận chung kết hiếm có trong lịch sử bóng đá châu Á khi trận đấu phải liên tục dừng lại để ban tổ chức cào tuyết ở những điểm cố định trên sân. Thời gian nghỉ giữa hai hiệp kéo dài gần 1 giờ đồng hồ và đội bóng Uzbekistan phải đổi màu áo trong hiệp 2. Tất cả điều đó là vật cản không nhỏ cho đội bóng của chúng ta. Chịu thất bại với tỷ số 1-2 khi hiệp phụ thứ hai đã sắp kết thúc khiến cho hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam kết thúc trong tiếc nuối. Câu chuyện cổ tích của U23 Việt Nam được vẽ lên từ bản lĩnh thi đấu kiên cường của mỗi cầu thủ, tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn của tập thể đội bóng cùng với những đấu pháp hợp lý của nhà cầm quân tài ba Park Hang-seo. Câu chuyện cổ tích của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 đã khép lại.
Nhưng đây chính là điểm tựa để mở ra một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Mỗi thành công đạt được đều xuất phát từ những động lực lớn lao trong cuộc sống. Và tôi tin rằng sự thành công của đội tuyển U23 Việt Nam đó là tinh thần dân tộc và hơn nữa đó chính là sự ủng hộ nhiệt tình từ quý vị khán giả. Người hâm mộ bóng đá Hải Phòng luôn được biết đến bởi sự cuồng nhiệt, cháy bỏng cho tình yêu với trái bóng tròn. Và giải thi đấu U23 châu Á năm nay, nơi có đội tuyển U23 Việt Nam tham dự, cũng không nằm ngoài sự quan tâm của họ. Ngay từ những trận thi đấu vòng bảng, rồi tới tứ kết, bán kết, các cổ động viên đất cảng đã luôn đồng hành cùng đội nhà với nhiều cách cổ vũ khác nhau, như từ các em nhỏ tới người già, không phân biệt nam nữ, tất cả cùng cuồng nhiệt, hết mình ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Đây không chỉ dừng lại là một trận đá bóng đơn thuần nữa, mà đã làm cả một niềm tự hào của dân tộc. Cái kết quả không quan trọng, dù thế nào các anh vẫn là những người hùng tuyệt vời mãi trong lòng người dân Việt Nam. Nếu như các cầu thủ U23 Việt Nam phải tham dự trận chung kết tại Thường Châu, Trung Quốc dưới cái khắc nghiệt của cơn mưa tuyết, thì tại sân vận động Lạch Tray, rất đông cổ động viên Hải Phòng cũng ngồi dưới mưa cổ vũ cho các cầu thủ thân yêu với những tình cảm hết sức tuyệt vời. Tôi sẽ ngồi đến tận cùng, kể cả trời có mưa to tôi cũng ngồi để tôi cổ vũ cho đội tuyển của Việt Nam. Tôi sẽ vẫn ngồi đây để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đến cuối cùng, mặc dù kết quả như thế nào nữa, vẫn ngồi cổ vũ. Một trận chung kết đáng nhớ với không chỉ các cầu thủ U23 Việt Nam mà còn đáng nhớ với những người hâm mộ này. Khi họ được tận hưởng đầy đủ những cảm xúc của một trận bóng đá, lo lắng khi đội nhà bị dẫn bàn, hồi hộp theo dõi các đường bóng, hy vọng vào các cầu thủ rồi vỡ òa trong niềm vui khi đội nhà ghi bàn thắng. Mặc dù U23 Việt Nam đã không giành chức vô địch, nhưng với lối chơi quả cảm cùng nghị lực phi thường của từng cầu thủ U23 Việt Nam, họ như những chiến binh dũng cảm và đã chiếm trọn tình cảm và trái tim của người hâm mộ trên cả nước. Con đường từ một đội bóng bé nhỏ đến với ngôi vị Á quân châu lục là một hành trình đầy thần kỳ của các cầu thủ U23 Việt Nam. Cho dù là hơi hụt hẫng một chút, nhưng mà em rất vui là Việt Nam đã công hiến hết mình, rất hay ạ. Đội tuyển Việt Nam mình năm nay là thi đấu rất tuyệt vời. Cho dù thua nhưng trong lòng em là cũng là đã cảm thấy đội tuyển Việt Nam đã vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam mình đã thua nhưng hơi tiếc một chút, nhưng mà em thấy cảm thấy rất chi là vui. Cảm ơn các cầu thủ của chúng ta rất nhiều. Việt Nam vô địch. Em không buồn vì Việt Nam mình đã hết mình có thể ạ, đã hết sức ạ. Đây là niềm mong mỏi của em. Đối với người dân Việt Nam thì đội tuyển Việt Nam đã là người vô địch rồi. Vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã khép lại với muôn vàn cảm xúc khác nhau của những người hâm mộ. Đi thật xa, bay thật xa để trở về trong vòng tay của gia đình và hàng triệu người hâm mộ. Và có lẽ màn chào đón những tuyển thủ U23 Việt Nam trở về nước là điều chưa từng có trong lịch sử. Một bầu không khí nóng bỏng và đầy náo nhiệt được các cổ động viên tạo ra đã xua tan cái rét cắt da cắt thịt của những ngày mùa đông giá lạnh. Từng ánh mắt, từng gương mặt của người hâm mộ luôn hiện diện sự hân hoan và rạng người hạnh phúc. Những tiếng hô vang Việt Nam vô địch luôn không dứt. Chắc chắn với hàng triệu người hâm mộ, các chàng trai áo đỏ thực sự là những người hùng của đất nước với chiến công lịch sử mà các cầu thủ đã tạo ra tại giải đấu lần này. Đúng 13 giờ 15 phút, chiếc máy bay chở đội tuyển U23 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Đến đón đội tuyển U23 Việt Nam có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, các lãnh đạo của Bộ và của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đón chào đội tuyển với một cách rất đặc biệt khi bố trí hai xe cứu hỏa phun vòi rồng chào đón các tuyển thủ và dành cho đội tuyển sự ưu ái đặc biệt khi tiếp đón đội tại nhà khách VIP A, nơi chỉ dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia. Người đầu tiên trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam bước ra cửa máy bay không ai khác là huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Những tiếng hô vang Việt Nam vô địch tiếp tục được vang lên không ngớt ngay tại khu vực hạn chế của sân bay. Mặc dù mới trải qua một trận đấu mất rất nhiều sức lực và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi trước khi về nước,
nhưng tất cả ban huấn luyện và các cầu thủ không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Thay vào đó là sự hân hoan và những nụ cười rạng rỡ trước sự chào đón vô cùng nồng nhiệt của người hâm mộ. Chiến thắng lịch sử này, đó là công lao của cả một tập thể đội bóng, chứ không chỉ riêng một mình tôi. Bên cạnh đó là đóng góp ý kiến của rất nhiều những nhà chuyên môn của các câu lạc bộ, các lò đào tạo trẻ, đặc biệt còn là những huấn luyện viên tiền nhiệm nữa. U23 Việt Nam đã kế thừa những giá trị từ các huấn luyện viên trước đó. Ngay sau khi rời khỏi nhà khách VIP A của sân bay Nội Bài, toàn bộ thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam được đón lên hai chiếc xe buýt mui trần để chung vui với người hâm mộ. Lúc này, toàn bộ khu vực xung quanh nhà khách VIP A của sân bay ngập cờ hoa, sắc đỏ và những lời reo ca bất tận. Có khoảng 10.000 người hâm mộ nước nhà đã tập trung tại nơi đây để dành cho đội bóng con cưng của mình những tình cảm thân thương nhất. Hai chiếc xe buýt chờ đội tuyển dường như không thể lăn bánh trước những tình cảm vô cùng nồng ấm của người hâm mộ. Họ gọi tên những người hùng của bóng đá Việt Nam, những người tạo ra kỳ tích tại sân chơi châu lục. Hành trình của đội tuyển Việt Nam từ sân bay Nội Bài về phủ chủ tịch đã kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Mỗi cung đường mà đội bóng đi qua đều là những niềm cảm xúc bất tận của người hâm mộ dành tặng cho các chàng trai áo đỏ, những người hùng đích thực của bóng đá Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Góc nhìn thể thao ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Và một lần nữa hãy cùng chúng tôi sống lại trong tinh thần bóng đá của những ngày qua với bài hát Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào.